sáng còn 7 con các bạn, 6 con chứ bán hết 3 con rồi, bán hết 3 con gạch với lại con thịt cua gạch nhỏ, 3 con gạch bự là ký ba đang cua cớm nhỏ xíu nè. Này chút hoa chạy đi nha các bạn, nhìn thấy con cua một bên lần rưỡi nè các bạn, nhìn xem nó giữ như thế nào nha. Cua cả nó giữ sao nhảy vô biển được đó. Bên càng hành tác liền như con rắn cũng mang phật phật vậy. Đó, thấy chưa? Kêu. Phật rồi. Đó, thấy chưa? Giống như đập một cái vậy. Bỏ càng ra, bỏ dây ra khoát là nhìn thấy cảnh liền. Đuối thế này. Cú đấm của mày tùy sinh. Đó, thấy không? Phòng thủ. Cú đấm của mày tùy sinh. Yeah.